Thưa quý vị, thời gian qua thì lợi dụng việc bày tỏ quan điểm trước khi Quốc hội thông qua luật đặc khu thì một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook nhằm tuyên truyền kêu gọi người dân tham gia biểu tình, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì phòng chức năng công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được người đăng tải bài viết trên là Nguyễn Ngọc Việt, sinh năm 1996, tạm trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ và Đỗ Trung Hà, sinh năm 2003, trú tại huyện Phú Ninh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Việt và Đỗ Trung Hà đã khai nhận là đã thực hiện hành vi đăng tải thông tin lên Facebook, chia sẻ thông tin để câu view, câu like cho tài khoản Facebook chứ không có mục đích hay là động cơ gì khác. Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn tất hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.